Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và từ hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một gói nhân sâm các bạn nhé. Và đây là một cái kẹo ở gói, một gói nước này, nhân sâm của mình các bạn nhé. Và cái phần nước nhân sâm này nó rất là tốt, đấy, nó sẽ bảo vệ cái phần sức khỏe, nó sẽ có cái phần bổ sung thêm cái phần sức khỏe cho cơ thể chúng ta các bạn nhé. Và nếu các bạn nào uống được nhân sâm thì mình có thể tham khảo cái gói nhân sâm này các bạn nhé. Và cái phần nhân sâm này của mình này thì nó sẽ làm ở bên Hàn Quốc, đấy, sản xuất tại bên Hàn Quốc các bạn nhé. Nó sẽ sản xuất chính gốc là tại bên Hàn Quốc, chính gốc của nó là tại bên Hàn Quốc này. Đó, rất là ở bên Hàn Quốc thì hầu hết là đều được người lớn này, người già uống rất là nhiều các phần loại nhân sâm này nhé. Nó sẽ giúp cho phần giúp cho phần làn da này, hoặc là giúp cho cái phần cơ thể chúng ta nó sẽ một phần là bị được trẻ hóa này, đấy, đẹp da này, với là nó sẽ bổ sung cơ thể chúng ta rất là tốt nhé. Và nhất là uống nhân sâm thì nó sẽ chữa tất cả các loại bệnh, cái căn cứ tất cả các loại bệnh nhá. Nên là các bạn phải yên tâm và sử dụng cái gói nhân sâm này các bạn nhé. Gói này của mình thì mình có thể mua theo hộp, đấy, mình có thể mua một hộp nhân sâm này. Hộp nhân sâm và bên trong này nó của mình nó sẽ có là tầm 5 đến 6 gói các bạn nhé. Đấy, ít là 5 đến 6 gói. Nên là 5 đến 6 gói to như này các bạn này. Đấy là một phần hộp nhân sâm. Và cái này nó uống, nếu mà các bạn nào uống quen nhân sâm thì mình có thể tham khảo cái gói nhân sâm này các bạn nhé. Nhìn nó rất là ngon này. Đấy, nhìn rất là bắt mắt luôn các bạn nhé. Hầu hết thì đều được các bạn đều được ở bên Hàn Quốc thì họ bán nhân sâm rất là nhiều, hầu như nổi tiếng về cái loại nước nhân sâm này các bạn nhé. Phần giá của nó cũng rất là mắc này, đấy, và không phải rẻ đâu các bạn này. Sản xuất tại bên Hàn Quốc nên là các bạn có thể yên tâm và sử dụng các loại này. Ở đây phần gói của mình là 70ml nhá, khối lượng tinh của nó là 70ml này, và nó sẽ chiếm 25 calo các bạn nhé. Đấy, chiếm 25 calo này. Cái phần này thì nó có phần tên hãng của nó là HACCP các bạn nhé. HACCP này. Thì cái loại này nó sẽ có dạng nước bên trong nhé. Cái gói nhân sâm của mình nó sẽ có dạng nước này. Cái này mình có thể pha cũng được, mình có thể uống trực tiếp cũng được các bạn nhé. Cái này mình có thể uống trực tiếp thì càng tốt, vì nó là cái dạng nước đóng trong một cái dạng hóa như này, là cái dạng nước nhân sâm bên trong nhé. Uống trực tiếp thì nó sẽ có cái phần chất, nó sẽ có nhiều chất hơn, và nó sẽ không hòa tan theo cái, nếu các bạn nào pha thêm nước ấy, đấy, pha vào nước vào thì nó sẽ có mất cái phần chất, những cái chất ở bên trong các loại nhân sâm này các bạn nhé. Mà nếu mà các bạn nào uống nguyên chất, đấy, uống nguyên chất này như thế này thì nó sẽ rất là tốt luôn các bạn nhé. Và đối với các bạn nào cũng quen, và nếu như mình thì mình cũng quen, nên là khi mình uống là loại nhân sâm ấy nó rất là hơi mà không thích cái mùi này. Và nếu các bạn nào thích cái phần nhân sâm thì các bạn có thể tham khảo cái gói này các bạn nhé. Đấy, giá của nó cũng không rẻ đâu bạn nhé. Cái này thì mình mua tại bên Hàn, cái này thì bạn mình nó ở bên nước ngoài nó vừa về các bạn nhé, nên là các bạn yên tâm sử dụng cái loại này. Và nếu các bạn nào mà thích uống loại nhân sâm thì các bạn có thể tham khảo cái loại này các bạn nhé, rất là ngon đấy ạ. Bên trong nó sẽ là cái dạng nước, thì bên trong của nó sẽ là cái dạng nước các bạn nhé. Đấy, dạng nước mình có thể uống trực tiếp luôn, nó khá là ngon đấy bạn này. Đấy, đóng trong một cái dạng gói to như này nhá. Bên gói này của mình là 70ml này, nó uống rất là, có rất là nhiều nước bên trong. Đấy, hoặc là nếu mà các bạn nào không uống hết thì mình có thể uống một gói này, hai người uống cũng được nhá, thì thành hai bữa. Đấy, rất là ngon này. Và cái này thì nó sẽ có cái chứa các chất dinh dưỡng như sau nhá. Có tô tát cát này là có 5g chiếm 1,5% này. Có clorid này là có 25 calo. Suga này là có 5g. Protein là 0g này. Đấy, có sodium này là có 5g chiếm 0,3% các bạn nhá. Đấy, phần thông tin dinh dưỡng của cái gói nhân sâm này các bạn nhá. Đấy, phần tên của nó này, ở đây nó sẽ in một hình nhân sâm ở đây nhá. Đấy, phần gói của mình nó sẽ in một hình nhân sâm ở đây này. Đấy, gói nó còn ở điểm dứt này của mình là màu đỏ nhá. Nhìn nó rất là bắt mắt đúng không ạ? Đấy, rất là bắt mắt đúng không các bạn nhé. Và nếu mà các bạn nào mà thích uống phần nhân sâm thì mình có thể tham khảo cái gói này nhé.
mình có thể mua một hộp về, một hộp trong vòng có tầm đến 5, 7 đến 8 gói đấy, 5 đến 8 gói đấy các bạn này. Đấy rất là nhiều luôn, mỗi một gói to như này nhá. Rồi mình có thể tham khảo các loại nhân gói nhân sâm này các bạn nhá. Đấy, và nếu các bạn nào uống được thì mình có thể tham khảo và mình mua về nhá. Giá của nó không bị rẻ, không rẻ đâu các bạn nhá. Đấy, cái này thì mình có thể gửi bên Hàn Quốc về, đặt bên Hàn Quốc về cũng được nhá, order nên các bạn có thể tham khảo này. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu bạn một cái gói nhân sâm này các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy hay, có thể cho mình xin một like và chia sẻ ở dưới video này các bạn nhé. Chúc bạn xem video vẻ. Bye bye.